Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Máy Bay Giấy. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cấp một chiếc máy bay giấy mới. Chiếc máy bay giấy này thì được thiết kế dựa trên chiếc máy bay giấy thủy tinh chiến. Mình đã có một tinh chiến thì mình cũng nên tạo một chiếc thủy tinh chiến để coi nó bay như thế nào nhé. Chiếc máy bay giấy này thì khá là đặc biệt vì nó không bay thẳng tới mà nó bay ngược về sau. Khi các bạn phóng nó thì nó bay về sau rất là xa, và đặc biệt nếu các bạn phóng ngược chiều gió thì nó bay càng xa hơn. Các bạn cũng có thể phóng nó đi thẳng thử xem nó có bay ngược lại hay không nhé. Đây thì anh sẽ để cho các bạn thử làm nó. Gấp chiếc máy bay giấy này thì các bạn cũng cần một tờ giấy khổ A4. Nếu mà các bạn không có khổ A4 thì các bạn có thể dùng giấy khổ Mỹ. Nhưng mà điều đặc biệt là nếu các bạn sử dụng giấy khổ A4 thì nó bay rất là tốt nha các bạn, vì cái mình nó sẽ dài hơn. Thì bước đầu tiên anh sẽ gấp tờ giấy làm đôi như thế này. Các bạn gấp tờ giấy làm đôi. Khi các bạn gấp tờ giấy làm đôi thì các bạn cần phải chắc chắn rằng tất cả các cạnh bằng nhau. Nếu mà nó chênh lệch thì chiếc máy bay giấy nó sẽ không bay được xa. Khi các bạn đã tinh chỉnh tờ giấy xong rồi thì các bạn có thể đè nó xuống để tạo đường trung tâm. Sau khi các bạn đã có được đường trung tâm rồi thì các bạn có thể làm bước kế tiếp khá là dễ thôi. Bây giờ anh sẽ làm cẩn thận nhé. Các bạn cần phải tinh chỉnh phần trước, phần sau, và các bạn đè tờ giấy xuống. Các bạn nên giữ một tay và tay bên kia các bạn sẽ đè xuống để tạo đường trung tâm các bạn nhé. Sau khi các bạn đã tạo được đường trung tâm thì các bạn cần mở tờ giấy ra. Các bạn cần phải sửa nó lại một chút. Các bạn sẽ bắt đầu từ phần trên đỉnh, các bạn gấp vào trong. Đây cũng là một trong những bước căn bản các bạn nhé. Gấp vào trong. Khi các bạn gấp tờ giấy vào trong thì đừng gấp đụng vào đường trung tâm các bạn, chừa nó một chút xíu. Nếu mà các bạn gấp vào đường trung tâm, khi các bạn gấp cái phần bên kia của tờ giấy vào thì nó sẽ overlap. Và khi nó overlap thì các bạn rất là khó để gấp tờ giấy làm đôi lại được. Cho nên các bạn chừa một chút xíu khoảng cách. Khi các bạn đã gấp được hai phần của chiếc máy bay giấy, các bạn đã có cái phần hình tam giác ở phía trên đầu rồi, thì các bạn bắt đầu từ cạnh bên này, các bạn gấp vào trong. Các bạn gấp vào trong cũng nhớ nữa nhé, phải chừa một khoảng cách nhỏ. Các bạn đừng có gấp trực tiếp hay là đụng vào cái đường trung tâm. Khi các bạn đã gấp bên trái xong thì các bạn sẽ làm y như vậy cho bên phải. Nào, chúng ta hãy làm thôi. Các bạn đè tờ giấy xuống. Khi các bạn đã đè xuống thì sẽ đè thật là kỹ để cho nó nằm chắc chắn. Đó, bên đây xong thì mình làm bên kia. Các bạn thấy rằng anh chừa một cái khoảng cách rất là nhỏ không? Cái khoảng cách rất là nhỏ rất là quan trọng. Nếu mà không có chừa khoảng cách đó thì khi các bạn gấp tờ giấy lại nó sẽ bung ra, hoặc là nó rất là khó gấp cái đường trung tâm. Cho nên mình làm cẩn thận cái bước này. Khi các bạn đã gấp được hai đường hai bên, các bạn đè tờ giấy xuống. Và các bạn cần tinh chỉnh nó một chút xíu để cho hai phần cạnh bằng nhau. Đôi khi mà mình gấp thì nó chênh lệch một chút, nó không sao. Nhưng mà nếu chênh lệch nhiều quá thì chiếc máy bay giấy bay rất là tệ. Đó, thì anh có thể sửa bên trái lại, sửa bên phải lại. Lúc nào cũng như vậy, khi mà mình gấp tờ giấy thì lúc nào nó cũng có một sự chênh lệch. Mình lúc nào cũng cần phải tinh chỉnh tờ giấy. Bước kế tiếp thì anh sẽ lật tờ giấy lại và anh sẽ làm cho nó thẳng ra. Yes, và bắt đầu từ cái phần trên đầu này, anh sẽ gấp xuống cái phần cuối cùng. Cái cạnh cuối cùng. Bắt đầu từ cái phần mũi, mình sẽ gấp phần cuối cùng. Và các bạn cần chắc chắn rằng là cái đường trung tâm nó bằng với nhau. Nếu mà đường trung tâm nó không bằng với nhau thì nó sẽ tạo thành một bước khó cho mình gấp bước kế tiếp. Bây giờ thì tờ giấy đã hoàn thành rồi. Các bạn gấp được như thế này thì nó nhìn cũng rất là tốt, đúng không? Thì anh sẽ lật tờ giấy lại. Anh sẽ chỉ cho các bạn bước kế tiếp. Khi mà gấp cái tờ giấy lại thì bạn thấy nó có thấy là giấy nó bung lên một chút không? Anh sẽ đè nó lại. Thế thôi. Và cái phần bên này mình sẽ gấp lên trên. Anh sẽ dùng cái ngón tay của mình. Cái ngón tay của mình thôi, khoảng 1cm hoặc là hơn 1cm một chút. 1,5cm thì các bạn sẽ gấp cái phần đầu lên như thế này. Giống như con vịt. Bây giờ cái phần đầu nó giống như một con vịt vậy thôi. Thì các bạn tinh chỉnh chút xíu. Nếu mà cái phần đầu nó dài quá thì cũng không tốt, mà nó ngắn quá thì cũng không tốt các bạn nhé. Anh sẽ gấp lên như thế này thôi. Sau khi anh đã gấp được cái phần đầu này trên, anh sẽ đè cái phần mình của chiếc máy bay giấy xuống thật là thẳng. Như vậy thì nó sẽ bằng hơn. Và khi anh đè, anh cũng phải nhìn cho kỹ. Cái đường trung tâm nó có thẳng hay không? Nếu mà nó không thẳng thì mình cần phải làm sao? Mình cần phải tinh chỉnh thế nào? Và các bạn thấy cái phần này của chiếc máy bay không? Cái phần này của tờ giấy đấy, anh sẽ gấp phần vào trong. Khi anh gấp vào trong, anh sẽ gấp một cái đường song song với cái đường trung tâm. Anh sẽ kéo hết sức. Và anh sẽ gấp nó vào đường trung tâm. Như vậy mình sẽ làm cái cánh của chiếc máy bay rất là đẹp.
Và nó cũng rất là chắc chắn, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp như thế này. Và cái phần bên kia cũng y như vậy. Anh sẽ gấp vào trong như thế này. Anh sẽ đè vào trong một chút. Các bạn cần đè xuống cẩn thận nhé. Các bạn cần cái góc ở trong, cái đường cạnh ở phía trong thì sẽ song song với cái đường trung tâm. Thế là các bạn đã gấp xong hai phần bên của hai cái cánh rồi. Bước kế tiếp là gì? Anh sẽ bung cái phần này ra. Cái phần này nó sẽ giúp giữ cái phần thân của chiếc máy bay lại với nhau và nó tạo một cái cánh nhỏ rất là đẹp. Đó. Cái cánh nhỏ này cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Nếu mà các bạn đã từng gấp chiếc một tinh chiến siêu cấp rồi thì chiếc máy bay giấy này cũng có nét tương tự như vậy. Tại vì nó cũng thuộc cái dòng máy bay siêu cấp, cho nên mình làm cái cạnh như thế này để cho nó giống với nhau, nó tương tự với nhau, nó cùng một cái model, cùng một cái level với nhau, thì các bạn có thể làm như thế này. Tiếng Mỹ nó gọi là cái class các bạn, cùng class, cùng đẳng cấp. Thì mình đã cấp được cái phần cánh nhỏ của chiếc máy bay thủy tinh chiến. Anh sẽ cấp tờ giấy lại làm đôi. Các bạn thấy không, nếu mà các bạn gấp hai cái phần kia mà quá dài thì nó sẽ bị thụt xuống, cho nên gấp vừa đủ. Các bạn nhớ cái phần đầu tiên mình nhắc không? Đó. Thì bây giờ khi các bạn đã gấp hai cái phần của máy bay xong rồi, anh sẽ tinh chỉnh nó lại. À, bây giờ anh sẽ bắt đầu từ cái phần cạnh ở phía trên này, anh sẽ gấp xuống để tạo cái phần cánh của chiếc thủy tinh chiến. Anh sẽ đè nó xuống chút xíu, đẩy nó xuống. Đó, anh sẽ đẩy bên trái xong và anh sẽ đẩy phần bên phải. Khi các bạn gấp cái cánh máy bay thì các bạn cần kiên nhẫn một chút, các bạn cần uốn nó xuống và các bạn đè xuống từ từ, đừng làm quá vội, bởi vì nếu mà mình làm vội thì nó sẽ chênh lệch, và nó chênh lệch thì nó sẽ không cân bằng giữa hai cánh của máy bay. Thế là rất tốt rồi các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tạo cái phần cánh. Cái phần cánh mình bẻ lên để mình tạo cái phần để tạo lực cân bằng. Mình bẻ cái phần đuôi cánh lên. Đuôi cánh mình sẽ bẻ lên như thế này. Các bạn cần bẻ khoảng 1 cm, hơn một chút, đừng bẻ nhiều quá. Nếu mà các bạn làm nhiều quá thì cái cánh nó sẽ rất là nhỏ, và cái phần gọi là stabilizer nó sẽ rất là lớn, mà cái phần đó lớn thì chiếc máy bay giấy nó sẽ không có khó mà rất là cân bằng, cho nên mình làm phần nhỏ thôi. Sau khi các bạn đã làm bên trái xong, bên phải xong thì các bạn cần tinh chỉnh lại và sửa nó lại một chút xíu. Đó, các bạn sửa bên trái xong, các bạn sửa bên phải, sửa phần cánh cho nó bằng ra. Thế là tốt rồi nhé. Thế là mình đã hoàn thành chiếc máy bay giấy thủy tinh chiến. Mà nếu mà các bạn muốn chắc chắn rằng nó sẽ bay lại thì các bạn có thể bẻ phần đuôi lên một chút, uốn cái phần cánh một chút. Các bạn không có cần phải tạo cái phần nâng ở phía đuôi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể thử nó có thể là làm chiếc máy bay giấy bay ngược lại được luôn đấy. Thì bây giờ chiếc máy bay giấy đã xong rồi. Anh hy vọng là các bạn thích chiếc máy bay giấy thủy tinh chiến này. Nếu các bạn thích thì nhớ cho cái video một like, subscribe channel của anh, và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.